Anh về miền Tây đừng quên nghe tiếng ai hò, sông nước lăn tăn buồn trôi theo ánh trăng. Xin tồn xong bắt tự tìm thức ăn ở giữa cánh đồng lúa mênh mông bát ngát này nha cả nhà. Bây giờ để hai ngố sẽ đi dài dài ở đây. Lắm rồi, hai ngố cũng không có đi vô đồng ruộng này kia cũng lâu rồi, nên hôm nay có nhiều anh chị và các bạn bình luận hai ngố rồi lâu lắm rồi không thấy đi vô ruộng săn bắt sinh tồn gì hay là làm gì chứ vậy. Hôm nay hai ngố sẽ đi vòng vòng mình đi kiếm gì để mình săn bắt để mình ở đó cả nhà nha cả nhà. Hai ngố sẽ đi dài dài theo cái đường nước lúa này. Ôi có cá, có cá. Còn nữa hả? Ừ, nó lóc lên. Mày. Cái gô này là gô non đi khu luôn mẹ. Mày. Ê rồi. Sao nhảy ra ngoài vậy ba? Còn nữa không? Còn.
trời. Ê, nó dạo dưới tắm luôn rồi. Rồi, còn ừ. Rồi. Quá luôn rồi. 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 Rồi, ở đây nó có gì nào luôn. Rồi, xong luôn ngố ngố luôn rồi. Nó tắm mát ông nội ơi. Bỏ luôn rồi, bỏ quần, bỏ áo luôn rồi. Bữa nay cho mà ở đây luôn, không cho gì luôn. Trời. Ngố ngố rồi nè. Quá trời nó quậy rồi. Đi gì à? Gì à? Kìa kìa. Rồi, nó hay bỏ rồi luôn. Đi gì à? Gì à? Gì à? Gì à? Ôi giời, sung nó khía. Nó sung nó khía kìa. Ừ, ơi, bỏ luôn rồi. Tối nay không cho vô nhà. Quá trời nó quậy. Hả? Cái gì á? Cái trầu. Cái rô. Rồi đợi đợi. Gấu chân cò đều hết trơn kìa cả nhà. Còn họ xuống con cá. Xuống con cá. Nước cạn nè. Cò xuống con cá mình cũng xuống bắt cá luôn. Nó ăn hết mẹ rồi còn đâu tới mình nữa. Mình bắt ké. Bắt ké hả? Còn gì không đấy hả? Mình có cái hàng nè. Làm gì chui vô đó chứ à, anh xin muốn. Con cá rồi hả chui vô hang. Trời ơi cá sạc. Mấy cá gì? Cá lóc, giống cá lóc quá chứ. Ê ê ê, nó có đường hẻm qua đây hay vậy trời. Cá lóc có cá gù có. Gì cá gù. Cái ách 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 này chắc không phải cá gù đâu, cá lóc á. Thì cá rô cá lóc luôn. Cái gì? Cá rô. Cá rô. Ui, cá rô này. Nè cái hang đào có rõ hang đâu nè. Mà bắt không được. Trời. Hên gì vậy, liền vô. Này giống như cái túa búa hình kỳ của Doraemon hả chàng. Đâu lấy cái máy quay quay vô được không? Sao được, cái tay nó ăn lên. Hấp cá là như thấy cua không mà má ơi. Cua nằm lớp trên. Cá nằm lớp dưới cua. Lấy lấy cá lồng tầm lớp trơn kìa. Mà hơi bị trúng mắm rồi nha. Trúng mắm. Gì mà nặng hoài vậy anh xin ngủ. Đi con cá. Dính không? Trời ơi, cái này là cái hang của ai đào nè. Bắt rồi em. Cua, cua cạn kỉnh. Trời ơi, cua cạn kỉnh. Hết cá ở tay cua không? Ngồi nó hết rồi. Trời ơi, nó nhát cưng nhắc. Hết luôn hả? Hết rồi. Trời ơi, tưởng đâu có cá gốc hay gì. Ừ, nó còn nó bẹt hết, thấy thẻ ha. À, thấy hài em luôn, nó có con, có con, có con hết trời. Còn không? Còn không? Ừ. Còn nữa hả? Ừ. Nó cũng đâu có đường đâu chạy ra. Không, cái này cái lỗ bệnh kia. Ôi, trời ơi. Quá. Quá. Đâu có đường nào con cá gô đi ra đâu. Chạy ra đây nè, con bọng bự. Ở đâu lại mà hụt con bọng nữa không? Đâu có con bọng đâu, móc cái lỗ chằn vằn rồi. Quá trời đã luôn. Em ơi, trúng mánh. Ngay cái hang này nè, ngày sau nó ta đào có cái hang ngắt lên nè, hậu không ai thấy gì, cá gô với cua thì nằm tốt trên. Có chừng ta chơi cá nhỏ, ta chừng lại. Không con, cá gô nằm ở dưới 5, 6, 7 con nó nhét cứng ngắt luôn.
Trời ơi, cá lồng. Vô quánh, cá lồng tông bay không kìa. Ê, 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 phải không? Phải hách hách đó không? Phải nói nữa không? Cá này nhấp kìa kìa. Bữa nay ha, không cho vô nhà luôn, không cho vô nhà luôn, quá trời luôn rồi, nó xấu rồi, bỏ bộ đồ, bỏ cái bộ của mình luôn. Đi tắm đi. Bữa sao không còn con nào đi anh? Chỗ nào bằng bằng á, để thôi tôi đi hết rồi. Đây. Chỗ này quá trời bằng luôn. Trời ơi, khỏe khỏe. Khỏe. Vô bánh. Cái đó còn. Quá đã không cả nhà? Mấy cá luôn rồi. Trời ơi trời. Cá bảy chầu. Cá gô, cá sặc. Cua. Ồ, cá gô động. À, rồi giờ mình sẽ làm món xịn nhất ha. Ơi cua nè, nè mới được mớ tài tượng nè, rau muống rồi. À, để anh đi hái rau muống thêm cá miếng. Trời ơi, cá ngon không đó. Có lắm mình đã bắt được nhiều cá. Mày dễ quên. Ở đâu nó còn sót mấy ta. Lấy sạch rồi nó còn sót mấy. Còn thấy lấy mấy cái này ra.
này mình phải để nhiều nhiều đặng mà nó mới đóng nó sọt lại mình mới quẹt được. Ăn với cháo trắng. Cá tươi mặn lên thịt ngon ngon ha. Cả nhà, hôm nay mình ăn cháo trắng với cá kho quẹt nha cả nhà. Rồi đổ món nhà em rồi, muốn ăn gì vậy? Đây phần cá lóc. Sớm á là xương ố thọt hang đụng con cá lóc mà nè, nhưng mà cái hang nó sâu quá, cái tay mình mà thọt lúc nào tay anh lọt mà hút luôn á, mất không dính á. Rồi cái đầu nó sâu vô một khúc, cái đầu xương ngố không biết làm sao nữa, cái mình không biết làm sao mà bắt được, tại vì mình đâu có đem len đâu, cái đầu mình mới bẻ một nhánh sậy khúc nè, lấy vô mình chọt nó, cái đụng nó, cái nó phóng ngược ra lại chụp chín lại liền. Cũng hên quá. Cua kho quẹt cháo trắng cho nó lạ. Đây, mời cả nhà nha. Món ghiền, cái này là cả nhà nha. Dành cho nghèo không có dư kiểu, mình nghe kể ba mẹ mình kể bữa là gạo mà không có gạo á, cái đầu nấu hả? Không đủ ăn, cái nấu cháo trắng, cái kho quẹt đổ nước mắm vô kho luôn, chứ không nhiều khi cá không có ấy là cùng là đổ nước mắm vô á, kho đặng cho cháo trắng thì nó thành nhiều cơm ra đặng ăn mới đủ, mà bây giờ nó là đây lại trở thành là món của nhà sang nhà giàu. Hồi xưa thì mình hay có vụ hiếu ăn, bây giờ thì đỡ rồi. Giờ chỉ có vụ hiếu tiền rồi chứ không có hiếu ăn. Hiếu tiền hiếu nợ luôn. Còn quá, hôm nay con bố cũng
cháo trắng thôi. Hôm nay mình ăn cũng nhiều thứ rồi mà có món cháo trắng là món đầu tiên mà Hiếu Ngố nấu rồi gửi đến cả nhà đây nha cả nhà. Tại vì thấy thường thường thì ta hay ăn cháo trắng, cá cơm được kho quẹt đó. Mà chợ đã hay bán cái món đó. Hôm nay cá lóc kho quẹt, cua kho quẹt, cá lòng tông kho quẹt, cá bảy chầu, cá sặc, cá gô. Đúng sống hết. Thì tính ra cũng mà hên ha. Hôm nay mình đi ra ruộng cũng có được một bữa cơm ngon và đậm bạc gửi đến cả nhà. Thôi Hai Ngố xin kết thúc clip nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã là theo dõi Hai Ngố trong thời gian qua nha. Chúc cả nhà mình luôn dồi dào sức khỏe nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.